Bây giờ Huy tập tiếng Việt Nam trong cái lúc mà chị Lương Bích Hữu ra cái bài hát mới Sai Vì Tin Anh, thì Huy đang đeo tai phone này mọi người, và Huy cũng lâu lâu thì Huy cũng nhớ nghề Huy tự mở đèn lên và Huy hát theo chị Hữu, tại vì Huy đang đeo tai phone cho nên Huy sẽ diễn theo cái bài hát của chị Hữu nha, chứ mà Huy không có thuộc lời do cũng không có cái lyric ở đây. Để Huy cố nhép theo thử nha. Bây giờ Huy bật lên này nha, play nha. Giờ Huy hát nha. Chính mắt em đã nhìn thấy và chính tai em phải nghe như vậy. Anh sẽ bỏ cô ta để yêu mỗi em và cho em những thứ anh cần vì mù quáng. Nhiều lần chính em đáng lẽ tuyệt tình nhưng vẫn cho cơ hội để anh sửa sai, rồi hôm nay em phải nhận lấy. Thật sự khi mà em nhìn ra người ta vì anh, yêu anh như thế anh nên từ lâu thuộc về cô ấy. Đừng quan tâm giờ em là ai, người kia là ai, anh hãy hỏi chính con tim của anh giờ anh có ai. Đừng níu tay em rồi xin lỗi em, giờ bỏ anh là em, còn người kia có anh từng đêm, hạnh phúc em đem. Đó. Nói chung là bài hát này Huy thấy rất là hay và rất là muốn mọi người hãy ủng hộ cho chị Hữu với bài hát mới sau một cái thời gian chị bị bỏng nặng và chị quay lại nghệ thuật. Sau một cái game show thì chị lại được mọi người yêu mến. Chị đang hát đó, mà Huy nghe. Cử chỉ ra sao giờ em đâu thể chấp nhận, điều em thiếu là vì quá yêu nên em thế ngờ. Câu nói ta chia tay phải đâu thế này, nhẹ nhàng cho anh bên người ấy. Thật sự khi mà em nhìn ra người ta vì anh, yêu anh như thế anh nên từ lâu thuộc về cô ấy. Đừng quan tâm giờ em là ai, người kia là ai, anh hãy hỏi chính con tim của anh giờ anh có ai. Đừng níu tay em rồi xin lỗi em, tự em biết em phải làm thế nào. Giờ bỏ anh là em, còn người kia có anh từng đêm, hạnh phúc em đem. Tại vì em tự cho quyền yêu người ta đắm sâu, hy sinh tất cả nên đâu màng chi tình yêu lý trí. Từ hôm nay bình yên là anh, tự do là em, không ai có thể xen chân vào cùng cuộc sống của nhau. Đừng trói tim em bằng những vấn vương vì những vết thương kia quá đau rồi. Yêu với anh là sai thì em cũng thế tin lần hai, không thể quay lại. Đừng nói nữa, với em không còn gì đâu em. Hết rồi. MV vừa ra 3 ngày trước và chỉ được 133.000 view. Huy hy vọng người sẽ ủng hộ cho chị Lương Bích Hường.
mình, nói chung mình đang buồn, mình ăn những cái trái cây nó chua chua, nó làm mình quên cái nỗi buồn vì nó chua đó mà. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Mà Huy nghĩ trong chuyện tình cảm thì không có thể ai tư vấn cho ai hết, tại vì mỗi người là có một cái cá thể, là một cái cuộc sống và hoàn cảnh khác nhau, và cái sức chịu đựng nó cũng khác nhau, cho nên đôi khi mình không khuyên người khác được thì cũng đừng làm đau người ta. Và đối với Huy, nếu mà bạn Huy có buồn thì Huy cũng không có khuyên gì, mà Huy chỉ cần ngồi bên cạnh bạn Huy và uống một ly cà phê với bạn Huy. Huy mời bạn Huy một ly cà phê và chỉ cần ngồi bên cạnh để có một cái người bên cạnh cho họ vơi đi nỗi buồn trong lúc đó. Đó là một cái sự lựa chọn mà Huy luôn làm đối với những người cần một lời khuyên. Đó là không có lời khuyên gì cả, chỉ là tôi luôn bên cạnh